sự hiểu biết thiếu sót, nông cạn bởi kẻ ngu dốt. Họ diễn đạt thiên cơ qua những câu chuyện của người khác nói lại ở đợt nhì hay đợt ba, là nguyên nhân của sự lãng phí công lao vô ích và của những hành động dại dột. Vốn là đặc điểm của vài tổ chức huyền môn trên thế giới hiện nay, những nhóm đệ tử trong một đạo viện của chân sư có thể thi hành vài loại công việc và làm môi trường thí nghiệm cho những công tác đặc biệt. Vài nhóm có thể cung ứng môi trường thí nghiệm cho những đệ tử được huấn luyện thi hành công tác quan sát ở ngoài đời và có thể ứng phó với ảo ảnh và ảo giác của cuộc đời thế gian. Những nhóm khác có thể tập trung vào việc phát triển năng khiếu thần giao cách cảm và trở nên những nhà giao cảm chuyên môn. Mục tiêu chính yếu của đại đoàn trưởng giáo D, C, G trong thời kỳ này là bẻ gãy và phá tan những ảo ảnh, ảo giác của cuộc đời thế tục. Điều này phải được thực hiện trên quy mô của thế giới, cũng như nó được thực hiện trong đời sống của đệ tử. Cũng như một người khi đi trên đường đạo, di chuyển điểm tập trung tâm thức lên cõi thượng giới, trí tuệ và tập phá tan ảo giác, nó vẫn giữ di 61 TI lại ở cõi trung giới, dục, vọng. Thì ngày nay vấn đề được đặt trước đại đoàn trưởng giáo là đem lại một tác động tương tự trong đời của toàn thể nhân loại nói chung. Bởi vì nhân loại nay đang tiến đến ngã ba đường và tâm thức của nó đang trụ cột một cách mau chóng trên cõi trí tuệ. Ảo giác và ảo ảnh của thế gian phải được hủy diệt vì nó làm cho con người bị điêu đứng khổ sở. Bằng cách tập phá tan ảo giác, ảo ảnh trong đời mình và tập sống trong ánh sáng của trực giác, người đệ tử có thể tăng cường bàn tay của những đấng cao cả có nhiệm vụ làm thức tỉnh trực giác của nhân loại. Có nhiều loại ảo ảnh, ảo giác khác nhau và những đệ tử thường hay ngạc nhiên khi họ được biết những gì các chân sư coi như là ảo giác và ảo ảnh. Tôi xin kể ra vài loại ảo giác thông thường để cho chuyên môn đệ tự mình thi hành mọi áp dụng cần thiết và nới rộng ý niệm ấy từ cá nhân đến toàn thể nhân loại. Đây là vài loại nói trên. 1. Ảo ảnh về định mệnh. Ảo ảnh này làm cho hành giả nghĩ rằng y có một sứ mạng quan trọng phải làm. Rồi y tự nghĩ, nói năng và hành động y như định mệnh đã sắp đặt. Điều này nuôi dưỡng tính kiêu căng, nó thật ra vốn vô căn cứ. 2. Ảo giác về trí nguyện. Người bị ảo giác này hoàn toàn thỏa mãn, bận bịu với những hoài bão trên đường tầm đạo của mình và tự mãn với sự kiện rằng họ là những người trí nguyện, những người cần phải tiến bước trên đường đệ tử huyền môn và chấm dứt những bận bịu, thỏa mãn tham vọng tâm linh của mình. 3. Ảo giác về tự tín. Với ảo giác này, người đệ tử luôn luôn cho rằng quan điểm của mình là hoàn toàn đúng. Điều này cũng nuôi dưỡng thói kiêu căng và làm cho người đệ tử tự tin rằng mình là một quyền bất khả xâm phạm. Đó là cái tật cô hữu của nhà thần học. 4. Ảo ảnh về bổn phận. Ảo ảnh này làm cho người đệ tử đặt ý thức trách nhiệm lên một tầm mức quá cao, gây nên những hành động vô ích, chú trọng quá đáng đến điều không cần thiết. 5. Ảo giác về hoàn cảnh. Thường đưa đến một ý niệm bất mãn hoặc ý thức về sự vô vọng hay về tầm mức quan trọng của mình. 6. Ảo ảnh về trí năng. Làm cho người đệ tử tưởng rằng trí khôn của mình có hiệu năng và có thể ứng phó với tất cả mọi vấn đề. Điều này tất nhiên đưa đến sự cô lập và cô đơn. 7. Ảo ảnh về sùng tín. Gây nên một sự kích động quá mức của thể tình cảm. Người bị ảo ảnh này chỉ nhìn thấy có một ý niệm, một cá nhân, một uy quyền và một khía cạnh của chân lý. Nó nuôi dưỡng lòng cuồng tín và sự ngã mạn tâm linh. 8. Ảo giác về dục vọng. Với tác động phản xạ của nó trên thể xác, điều này đưa đến một trạng thái tranh chấp và loạn động thường xuyên. Nó làm mất sự bình an và khả năng làm việc hữu hiệu. Ảo giác này có ngày phải được chấm dứt. 9. Ảo giác về tham vọng cá nhân. Có nhiều loại ảo giác và ảo ảnh khác nữa, vừa ở mức độ cá nhân, vừa ở trên mức độ của thế gian, nhưng bấy nhiêu cũng đủ tiêu biểu cho khuynh hướng chung. Những đệ tử đang chuẩn bị điểm đạo phải tập tác động có ý thức với ảo ảnh. Họ phải hành động hữu hiệu với chân lý được trình bày, quên hẳn đi mọi điều đau khổ hay thắc mắc của lý trí. Nó thường đi kèm với sự phản loạn và giới hạn của phàm ngã. Họ phải vun trồng đức thản nhiên siêu phàm đối với những vấn đề cá nhân. Nó là dấu hiệu nổi bật của người đạo đồ chân chính. Tôi sẽ không nói thêm nhiều về vấn đề ảo ảnh.
ảo giác liên quan đến nhóm đệ tử đặc biệt này trong đạo viện của tôi. Thời giờ đang cấp bách và nhu cầu của nhân loại khẩn trương đến nỗi chúng ta không cần lặp lại những điều đã biết, hoặc nhắc nhở lại lần nữa những gì cần phải làm. Chư môn đệ nên biết rằng, không có sự gấp rút vội vàng trong công việc của chân sư đối với các đệ tử. Không có sự hối hả trong công việc mà tôi muốn chúng ta cùng làm chung với nhau. Nhưng đồng thời cũng không nên có sự lãng phí thời giờ hoặc công lao một cách vô ích. Chư môn đệ sẽ thấy rõ ràng nhiều việc mà tôi muốn thực hiện có kế hoạch đến việc kiểm soát tư tưởng và sự hoạt động của óc. Tưởng tượng sáng tạo đại đoàn trưởng giáo tạo ảnh hưởng của mình trên cõi giới sắc tương quan lãnh lực của tư tưởng hợp nhất và có ý thức. Việc tạo nên một trạng thái tư tưởng hợp nhất như thế trong nhóm người phụng sự thế gian là một phần hoạt động chính của tôi trong thời đại này. Chúng ta sẽ không làm được gì nhiều trước khi điều đó được thực hiện. Như thế, tôi kêu gọi chư môn đệ hãy bước vào một giai đoạn mới với một sự sinh hoạt tâm linh, giáo diết và tư tưởng tích cực. Nhưng lần này với một mục đích tập thể, mục đích đoàn kết hỗn hợp trong nhóm. Tư tưởng hợp nhất trong nhóm và liên hệ giao dịch trong nhóm chính đời sống suy tư nội tại. Sự thừa nhận linh hồn và sự điều chỉnh linh hồn với phàm ngã là những điều quyết định sự thành công của công việc này. Thứ ba, có một quyền năng lớn khác nữa của trí tuệ cần được khai mở. Tất cả những linh hồn giải thoát bất luận họ thuộc về cung nào đều có quyền năng này, đó là quyền năng chữa bệnh. Công việc này hãy còn phôi thai và tâm thức cũ của nhóm hãy còn quá trẻ nên tôi không cần phải nói nhiều hơn về những triển vọng tương lai. Khi nào con người có thể được huấn luyện để trở nên từ điển xạ, magnetic và vô tuyến xạ, radioactive một cách vô kỷ và thiêng liêng, chừng đó sẽ được tuôn tràn xuống thế gian những nguồn thần lực sinh động và hàn gắn. Nó sẽ loại trừ điều ác và chữa lành bệnh tật. Từ trước đến nay, những cố gắng trên địa hạt y khoa, chữa bệnh và những hình thức cứu chữa khác đều là kết quả của những mưu toan ứng đáp với những nguồn thần lực nói trên, nhưng chỉ mới có thế thôi. Đó là ba thứ quyền năng lớn mà hành giả có thể khai mở. Những khả năng khác chỉ là sự khai diễn thêm của ba loại quyền năng này. Chuyển di tư tưởng, trong cả hai chiều thu nhận và truyền đi. Nhận ra chân lý bằng trực giác và công thức hóa nó thành những quan điểm. Cùng với phương thức thể hiện những gì đã cảm nhận được bằng trực giác, một định thức cao nhất của công việc sáng tạo. Chữa bệnh, với sự hiểu biết về những năng lực và sức mạnh về sau này sẽ đưa đến sự phục sinh của nhân loại. Lần lần, viễn ảnh về những triển vọng, khả năng và về thiên cơ sẽ hiện rõ khi cái trí lực của chư môn đệ được nhạy bén hơn và khối óc trở nên dễ đáp ứng hơn đối với những động lực tư tưởng. Lần lần, những đệ tử ngoài thế gian sẽ cố gắng thể hiện trên cõi giới hồng trần những gì đang có trong trạng thái vô vi, tiềm ẩn. Lần lần sẽ xuất hiện khắp nơi trên thế giới và những nhóm linh cảm giác ngộ có thể hợp tác với các chân sư trong sự hoàn toàn tự do tiếp xúc. Bởi vì khả năng đáp ứng của họ được huấn luyện và phát triển một cách khoa học, quyền năng hoạt động đồng nhịp hay điều hòa tiết điệu với đại đoàn trưởng giáo, khả năng họ hợp tác với sinh hoạt tập thể của nhiều nhóm đệ tử khác, truyền đạt ánh sáng tâm lý và giác ngộ cho thế gian, sau này sẽ là những việc được thực hiện cụ thể và hiện nay đã hoạt động mạnh mẽ, tích cực hơn chúng tưởng. Một ít viễn tượng làm cho bước đường của người đệ tử được dễ dàng hơn và do đó tôi khai triển ít nhiều về những triển vọng tương lai. Mà với sự tiên liệu trước, chúng ta coi như những sự việc đã biểu lộ. Không gì có thể ngăn chặn sự thành tựu của thiên cơ, đó chỉ là một vấn đề thời gian. Một trong những giai đoạn huấn luyện sắp tới đây là việc tạo nên một sự tiếp xúc chặt chẽ hơn với tôi, đạo sư Tây Tạng của chư môn đệ. Điều này chư môn đệ phải làm mà không dự tính trước kết quả sẽ ra sao. Nếu kết quả ấy phải được thực hiện một cách khách quan, về phía tôi, những kết quả có thể cảm nhận được bởi một mình tôi mà thôi. Còn về phía chư môn đệ, chúng có thể đến dưới vài hình thức rõ rệt hay hiện tượng nhiệm màu. Tôi không nói ra những kết quả của một hoạt động như thế, vì khả năng ám thị và óc tưởng tượng sáng tạo là một nguồn gốc phong phú của mọi ảo ảnh. Bởi vậy, tôi yêu cầu tất cả chư môn đệ hãy cố gắng tiếp xúc vào ngày trăng tròn mỗi tháng. Hãy chịu khó hy sinh để thiết lập sự giao tiếp định kỳ hàng tháng. Trong khi ấy, tôi cũng tự điều chỉnh để tiếp xúc với chư môn đệ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cần giữ ý niệm về sự tiếp xúc ấy trong 3 ngày liền trước ngày trăng tròn với nguyện vọng và tin tưởng.
và trong 3 ngày sau đó với niềm hy vọng và cậy trông. Điều quan trọng nhất là hãy coi việc đó như một sinh hoạt tập thể chứ không phải là sự tiếp xúc cá nhân. Hãy bắt tay vào việc với sự nhận thức rõ mối liên hệ tập thể với các bạn đồng môn và với tôi. Vì chỉ khi nào mỗi người tìm cách tiếp xúc với tôi trong tư thế của một đệ tử trong một nhóm tập thể, thì mức độ thành công mới đáng kể. Sự tiếp xúc này không giống như sự tiếp xúc cá nhân trực tiếp giữa một đệ tử với chân sư. Nhiều người trong chư môn đệ có sự liên lạc mật thiết với chân sư tuy họ chỉ hoạt động tạm thời trong đạo viện của tôi. Sự tiếp xúc của chư môn đệ với tôi sẽ là một cuộc tiếp xúc tập thể và trong cương vị của một nhóm chư môn đệ sẽ tìm cách tăng cường mối liên hệ giữa chúng ta. Bởi đó, đây là một hành động phụng sự tập thể cần làm một cách vô kỳ lợi tha và không mong ước trông đợi điều gì riêng cho cá nhân mình cả. Vì thời giờ cấp bách và nhu cầu khẩn trương của công việc phụng sự, tôi là một trong những vị đạo sư đã tu luyện trong những năm tới đây dành 12 giờ trước khi trăng tròn mỗi tháng để tiếp xúc với các đệ tử, để cho bất cứ lúc nào trong 12 giờ đó, những đệ tử và những người phụng sự thế gian có thể cố gắng để giao tiếp với chúng tôi. Việc ấy làm cho việc giao tiếp được dễ dàng hơn vì chư môn đệ không cần giữ đúng giờ trăng tròn trừ phi điều này có thể được dễ dàng. Vấn đề phụng sự trong thời buổi này có sự chú ý và theo đuổi trường kỳ vì công việc rất nhọc nhằn lao khó. Không phải lúc nào chư môn đệ cũng có thể cố gắng giao tiếp đúng giờ trăng tròn, tuy rằng vào giờ đó, chư môn đệ luôn luôn có thể trong im lặng và âm thầm, nâng cao tâm hồn để hướng về đấng vô cùng. Nhưng bất cứ lúc nào trong 12 giờ chư môn đệ cũng có thể tìm cách dò đường mở cuộc giao tiếp. Khi việc ấy được làm đúng cách, chư môn đệ sẽ gặp tôi đang đợi chờ. Hãy bắt tay vào việc đó với một tầm nhìn quang sáng suốt, một tấm lòng yêu ái và một tình thương thông cảm. Chừng đó nhiều kết quả sẽ được thực hiện. Phần IV khi những nhóm đệ tử này đã hoạt động phụng sự ngoài thế gian và sau khi đã thực hiện một cách chắc chắn, vững vàng sự hợp nhất tâm linh và tương quan tập thể. Chừng đó chúng ta sẽ có cái mầm mống của những đặc tính làm rạng rỡ những nhóm của kỷ nguyên mới. Tôi yêu cầu tất cả đừng bao giờ quên rằng công tác tập thể mà chư môn đệ sắp làm thật ra là một công tác hướng đạo, dọn đường và bởi vậy nó có tất cả những khó khăn mà mọi công trình tiên phong khai sáng đương nhiên phải có không sao tránh khỏi. Nhờ vậy chư môn đệ sẽ được cái sức mạnh để tăng trưởng tiến bộ. Khi những nhóm này càng tăng thêm nhiều và vô số nhân viên được tăng thêm lần lần, thì cái sườn của một cơ cấu tương lai sẽ từ từ xuất hiện. Cái cơ cấu này sẽ hiện ra như thế nào khi nó được hoàn thành? Chỉ có cái nhãn quang đầy cảm hứng tâm linh của những nhà kiến trúc mới biết được. Nhưng nền tảng của nó phải được thiết lập một cách chắc chắn và bền vững. Cái sườn phải được dựng lên một cách ngay ngắn. Hai nhu cầu là tất cả những gì mà người đệ tử nào cũng sẽ thấy thực hiện trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên chư môn đệ có nhận thức được rằng mình đã được phép nhìn thấy những tiến bộ huyền linh nào trên thế gian trong kiếp hiện tại chăng? Chư môn đệ có thoáng thấy chăng cái động lực thúc đẩy vĩ đại mà các chân sư đang tạo ra trong lúc này và nhìn thấy chăng những kế hoạch của chân sư đang tượng hình ngay trước mắt mình? Chư môn đệ có thấu hiểu chăng những yếu điểm cần thiết của công việc mà các đệ tử và đạo sinh ở khắp nơi đã được phép cùng nhau tham dự? Tôi muốn nói thêm vắn tắt về điều này bằng vách nào đó để mọi người được nhìn thấy rõ hơn, để chư môn đệ có thể hợp tác một cách thông minh hơn. Vì trên hết mọi sự, đây là một công tác tập thể. Tôi đã quy tập một cách tuần tự chậm rãi một nhóm đệ tử ở ngoài đời. Khi cái hình tư tưởng về một nhóm đã được củng cố chặt chẽ, và những đệ tử ứng đáp lại lời kêu gọi của tôi, rồi tìm thấy nhau và bắt đầu công tác chung với nhau, thì tôi mới có thể xúc tiến công việc của tôi đã chọn lựa và tiến hành những kế hoạch mà tôi đã tự đặt ra khi tôi thủ đắc quả vị điểm đạo nào đó. Trước hết, những quyển sách của tôi được công bố và phổ biến tuần tự để trình bày những giáo lý sẽ ứng đáp những nhu cầu của thế hệ sắp tới đây. Các đệ tử của tôi có nhiệm vụ bảo tồn sự trình bày của chân lý Nga trong thế kỷ hiện tại và lo liệu cách nào cho những quyển sách ấy được xuất bản đều đặn thường xuyên trong khi họ thi hành sứ mạng, cho đến khi các sách ấy được thay thế bởi những giáo lý mới mẻ hơn và đầy đủ hơn nữa trong thế kỷ tới. Kế đó, xuất hiện một việc có một tầm quan trọng rất lớn, mà có lẽ chư môn đệ cũng không thể nhận định rõ tầm quan trọng của nó.
một tập sách nhỏ nhan đề 3 năm tới đây được phổ biến sâu rộng. Trong đó có ban hành một huấn thị về nhóm người phụng sự thế gian trên cõi hồng trần hạ giới. Nhóm người ấy hiện đang có mặt và tích cực hoạt động. Nhóm ấy đang tuần tự củng cố hàng ngũ và từ từ gây ảnh hưởng trong công việc đầu tiên là giáo dục dư luận quần chúng. Đó là phương tiện hoạt động duy nhất có ảnh hưởng mạnh mẽ và giá trị sâu xa nhiều hơn là sử dụng quyền pháp. Từ việc củng cố nhóm người mới này, mới có việc thành lập trên thế gian một cầu nối liên lạc các linh hồn tàng ẩn và nội tại với cõi thế gian bên ngoài. Điều này là một sự hỗn hợp hay đồng hóa thật sự và sẽ đánh dấu việc khai hóa toàn thể gia đình nhân loại, xuyên qua thành quả thực hiện của những phần tử hướng đạo tiên phong dũng mãnh tinh tiến nhất. Đó là ý nghĩa thật sự của hôn lễ trên thiên cung của Thiên Chúa Giáo. Hậu quả của việc hỗn hợp này sẽ là sự biểu lộ của cõi giới thứ 5 trong thiên nhiên, tức cõi giới của Thượng Đế. Trong lịch trình của nòi giống nhân loại, một diễn biến lớn lao đã xảy ra trong quá khứ đưa đến việc biểu lộ loại thứ 4 trong thiên nhiên, tức là loài người. Hiện nay chúng ta đang đứng trước một diễn biến tương tự, nhưng còn độc đáo hơn nữa, tức việc xuất hiện loài thứ 5. Do hậu quả những hoạt động có kế hoạch của nhóm người phụng sự thế gian hợp tác chặt chẽ với tập đoàn các linh hồn toàn thiện và dưới sự dìu dắt của Đức Trưởng Giáo, Christ, diễn biến này sẽ mở màn cho kỷ nguyên mới. Trong khi đó, năm loài trong thiên nhiên sẽ được thừa nhân như cùng sinh hoạt sát cánh với nhau trên địa cầu. Bởi đó, chư môn đệ được phép tham dự và quan sát công việc của Đại đoàn Trưởng Giáo đến mức độ tiếp xúc tâm linh cá nhân và đã thấy xảy ra những diễn biến tâm linh sau đây. Một, việc truyền bá giáo lý cho kỷ nguyên mới. Giáo lý này giảng về môn tâm lý mới, phép chế ngự phàm ngã và những bí nhiệm của cõi giới Thượng Đế. 2. Việc thành lập những trường nội giáo phôi thai sẽ truyền giảng giáo lý về con đường đệ tử trong thời đại mới và áp dụng giáo lý ấy trong thực tế. Hiện nay có nhiều trường về loại này và trường nội môn bí giáo là một trong những trường đầu tiên để dọn đường cho việc xây đắp những nền tảng lớn lao hơn, đã phác họa trong quyển sách của tôi nhan đề thư tín về thiền định. 3. Việc thừa nhân nhóm người phụng sự thế gian và công việc làm của họ trên một quy mô khá lớn. 4. Việc xuất hiện tuy mới chỉ là một dấu hiệu tương trưng của cõi thứ 5 hay cõi giới tâm linh. Việc thành lập cơ cấu những nhóm đệ tử mới, tức sự thể hiện phôi thai của những đạo viện ẩn vi nội tàng ra bên ngoài thế gian trong kỷ nguyên mới. Những nhóm này sẽ sinh sôi nảy nở và xúc tiến công việc củng cố chặt chẽ những nhóm bên trong với nhóm bên ngoài và phát huy sự tăng trưởng của cõi giới Thượng Đế trên địa cầu. Điều này sẽ làm cho công chúng chú ý đến việc PH5UC hưng những bí nhiệm của các cuộc điểm đạo huyền môn, việc tạo nên cái hình thức ở ngoài thế gian qua sự trung gian của sách vở. Các trường nội giáo và việc giáo dục dư luận quần chúng đã được giao phó cho một nhóm chúng tôi gồm các đạo đồ và đệ tử huyền môn, một thành phần của tổ chức huyền linh cai quản sự sống tâm linh trên địa cầu. Trong nhóm này gồm có 2 vị đạo đồ Đông Phương, mà tôi là một, và 5 vị đạo đồ Tây Phương. Đến đây chúng ta hãy tạm gác lại việc trình bày những nét đại cương và trở lại vấn đề công tác nhất định mà nhóm đệ tử đặc biệt này của tôi có thể làm. Chư môn đệ không nên có ý nghĩ rằng mình đang làm việc một cách độc đáo và riêng rẽ. Không phải vậy. Ngày nay có nhiều người đang hoạt động một cách thông minh với những kế hoạch của chúng ta. Họ thường là cô lập và lẻ loi. Nhu cầu chính trong công tác tập thể mà tôi muốn nhấn mạnh trong lúc này là một nhu cầu khó khăn nhất. Đó là tinh thần vô tư. Những đệ tử thời xưa vẫn luôn luôn chú trọng đến 2 điểm. Họ cảm thấy cần phải dè dặt mỗi khi có một kinh nghiệm tâm linh nào. Và nghĩ rằng việc tường thuật hay bàn luận về những diễn biến tâm linh hay kinh nghiệm diệu huyền xảy ra trong đời họ gây cho họ một ý thức tổn thương, mất mát và vi phạm luật huyền môn. Mặt khác, họ cũng cầu người khác hãy dè dặt về đời sống cá nhân của họ, về những khuyết điểm lỗi lầm của họ và yêu cầu điều ấy lớn tiếng hơn là muốn được phép giữ yên lặng về đời sống tâm linh của mình. Sự yêu cầu ấy là do việc nhận định rằng thảo luận về một diễn biến tâm linh với những không hiểu biết sẽ rất nguy hiểm vì nó có thể gây nên sự hiểu lầm, tạo nên ảo ảnh và ảo giác. Sự yêu cầu dè dặt về đời sống cá nhân thường là do thói kiêu căng, sợ bị chỉ trích, sợ bị chế giễu, sợ bị hiểu lầm và bị xét đoán. Tất cả những điều này đều là những động lực không xứng đáng.
Trong những nhóm đời sống cá nhân của kỷ nguyên mới và đạo viện của chân sư, không hề có vấn đề xẻ giặt như trên. Trường môn đệ là những bạn đồng môn và bạn cộng tác với nhau. Nếu có người trong quá khứ hoặc trong tương lai đã hoặc sẽ trở nên những bậc đạo đồ, điều ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến mối liên hệ giữa y với những bạn đồng môn trong những nhóm này. Những kiến thức của sư điểm đạo không thể truyền khẩu trong hàng ngũ những bậc đạo đồ, vì những điều đó không thể truyền cho nhau bằng ngôn ngữ hay văn tự. Chỉ những người có những giác quan siêu linh nào đó mới có thể được điểm đạo. Và nếu họ thử tiết lộ những điều bí mật và huyền nhiệm của cuộc điểm đạo bằng những dấu hiệu hay biểu tượng, người ngoài sẽ không TH6 để hiểu được ý nghĩa của những điều ấy.